Xin chào các sen và các bé mèo thân yêu. Đến với video ngày hôm nay của Pet Shop Đà Lạt Nhà Đỏ, mình xin giới thiệu với các bạn về các sản phẩm dành cho chó trưởng thành. Đây, đầu tiên mình xin giới thiệu các bạn sản phẩm rất là nổi tiếng, Ogo hình xương. Các bạn, mình có 4 vị ở đây. Em này hầu như là không có một cún, hay là cái này là dành cho cún mọi lứa tuổi bạn ha. Không có một bé cún nào hay là bé chó trưởng thành nào mà từ chối cái sản phẩm này hết các bạn. Rất thích là khác. Đây, bạn này ha, vị phô mai, 2 canxi. Cung cấp, đây là bạn cung cấp canxi. Bạn này là vị thịt bò. Bạn này là vị sữa. Bạn này là vị peppermint. Đây, peppermint. Em này với giá thành là khoảng 30k một gói, có shop bán tới 35. 35, 37 tùy mỗi shop. Và shop mình thì hiện tại là với em này là 30.000. Đây các bạn, em đặc thù của em này á là giúp cho coi như là sao, chống mảng bám vô răng. À, các bạn nghe cái sản phẩm nào ăn mà thơm miệng không? Đó là chỉ có mình em Avo này thôi á. Mình có bóc thử ra rồi. Có cái xương này các bạn. Đây, hình xương, hình nhỏ hơn so với hình mà mình hay đăng trên page ha. Hình xương nhỏ nhỏ như thế này, mình dám chắc với các bạn luôn, từ cún con cho đến chó trưởng thành thì không bao giờ chê sản phẩm này. Mùi vị rất là hấp dẫn, mùi vị rất là thật các bạn, không có vẻ hương liệu đâu. Thì trong này có thể là người ta vẫn cho hương liệu, tuy nhiên là sao mà nó thật dữ vậy, ngửi mùi rất thơm. Và chó nhà mình thì rất thích luôn. Một ngày thì mình chỉ cho em ấy ăn khoảng 1 đến 2 cây thôi. Thành phần thì hơi đơn chất các bạn, thành phần đơn chất lắm, nó không được như các loại hạt đâu. Tuy nhiên thì hình như là các bạn ấy rất thích xương, cho nên nhìn thấy hình xương rất là thích, mà cái vị cũng dễ ăn nữa. Đến cả mèo nhà mình mà còn thích chơi cái sản phẩm này. Mèo thì không ăn nhưng mà bạn ấy thích chơi cái xương này lắm các bạn. Vần cái xương này cả ngày. Đó, bạn cún thì lại vừa ăn vừa chơi luôn. Đó, chơi chán là ăn luôn. Thì ăn trước khi chơi nữa. Đó, cho nên là mình giới thiệu cho các bạn ha. Nếu như các bạn không muốn phải tốn tiền mua đồ chơi mà muốn bé nhà mình vẫn có một cái gì đó ăn vừa vui miệng vừa cung cấp chất dinh dưỡng thì hãy đến với em Ogo này của nhà mình. Bốn vị các bạn ha. Mình xong phần Ogo và sau đây mình sẽ đến một cái thương hiệu khác dành cho chó ở lứa tuổi trưởng thành, đó là Amphips. Đây ạ, dành cho tất cả các giống chó. Sản phẩm ở shop mình thì tất cả các sản phẩm đều dành cho các giống chó. Đây ạ, công thức thịt. Em này cũng có tiếng Anh và tiếng Việt ha. Với trọng lượng 400g. Mình cũng giải thích với các bạn trong các video trước rồi là có tiếng Việt là bởi vì sao? Là bởi vì họ có cái công ty ở Việt Nam. Đây ạ, công ty Guillomat ở Việt Nam. Cho nên là thường thì là sản xuất và đăng ký tại Việt Nam, cho nên là giá thành đã được hạ xuống. Đó là lý do vì sao mà giá thành mềm mại hơn nhiều so với các cái bạn như là Royal Canin nhập khẩu 100%. Đó. Và em này với giá là khoảng 16.000 đến 20.000. Và shop mình thì đang bán với giá là 16.000 ha. Đó. Giá này là mình mong là các bạn nào cũng có thể tiếp cận được những sản phẩm này cho cún ăn, vừa đỡ mệt để nấu mà cũng vừa cung cấp các chất dinh dưỡng. Mà các cái sản phẩm này các bạn thì cũng là đã đạt được chứng nhận hết rồi, chứ không phải là hàng trôi nổi trên thị trường mà không có thương hiệu đồ đâu. Mình chỉ bán hàng có thương hiệu mà nhập từ công ty thôi các bạn. Đó, cho nên các bạn yên tâm này. Đó, thường hàng công ty nó sẽ có những cái khuyến cáo này dành cho sản phẩm này, giống như là của mèo vậy đó. Nè, từ một ngày hai ăn bao nhiêu phần trăm này, đến ngày thứ bảy mới hoàn toàn ăn cái này. Chứ nếu mình đổi thay đổi đột ngột sẽ làm cho bé khó tiêu hóa ha. Đây, và cũng có thành phần hẳn hoi. Đó, các bạn này. Đó, thành phần này. Mineral, có khoáng chất này, kẽm, rồi vitamin B. Đó, rồi calcium. Đó. Đầy đủ luôn các bạn. Đây, có sản xuất đây, có công ty ở Việt Nam sản xuất này, có tên thương hiệu đồ đàng hoàng này, đây, đó, công ty Phíp này, đó. Hình ảnh trọng lượng 400g và năm hạn sử dụng là năm 2022, thì các bạn hoàn toàn yên tâm ha. Để mình xem thử cái dòng Phíp này là nó điểm mạnh của nó là cái gì cho các bạn này. À, cân bằng dinh dưỡng, làn da và bộ lông khỏe mạnh và lông và xương, xương khỏe mạnh. Em này thì cũng là đơn chất, không nhiều thành phần lắm, thì cũng có thể đổi vị để cho các bạn cún, à các bạn chó nhà mình á đỡ ngán các bạn ha. Đó, rồi nhiều khi ăn mình ví dụ mình bồi bổ nhiều thứ quá rồi, bây giờ mình cần cái gì đó nó đơn giản hơn thì hãy đến với em Fit này ha. Có một thương hiệu chó hàng xóm cho mình cũng rất ưa đây.
và cũng cái sản phẩm khá quen dành cho chó trưởng thành, đó là Enganador. Mình có hai Enganador ở đây dành cho chó trưởng thành, hàng của Pháp các bạn. Đó, cũng như các video trước mình đã nói qua ha, đây, hàng của Pháp thì nó sẽ có những cái dấu như thế này đó, sản xuất tại Pháp. Đây, cái này hàng của Pháp mình sáng chế tại Pháp hết này. Đó, có cái dấu này nè, đây các bạn, bạn thấy hai cái dấu này không? Đó, đó, cái dấu này là dấu bảo vệ cho sự sống của động vật này. Thì vị này là vị gà và vị này là vị cừu và gạo. Thì hai em này với trọng lượng là 400g, với giá thành là 17-20 nghìn. À, giá thành cũng tương đối rẻ các bạn ha. Và có tiếng Việt ở đây. Rẻ như thế này là không phải là bởi vì chất lượng các bạn. Chất lượng là một chuyện, tuy nhiên thì là có công ty ở đây rồi, người ta sản xuất ở đây rồi, cho nên là giá thành nó được hạ xuống. Đây và thành phần đây các bạn, thịt cừu thật này, omega 36 này, bóng lông mọc lông này, gạo và yuca này. Chất yuca này là giảm mùi hôi do cún như mình thải ra này. Rồi đây, các protein và khoáng chất khác. Đó, đây có cái dấu này. Đó, có cái dấu mà đạt được tiêu chuẩn chất lượng, có cái dấu này. Còn cái em này thì là mùi vị gì đây? Mùi vị gà thì cũng có thành phần bóng lông, rồi về xương, rồi hệ tiêu hóa khỏe mạnh. Thì mình nhận thấy á, là cái bạn Enganador này nè, cũng như các bạn Fit vừa rồi á, thành phần rất là giản đơn, hơi nhẹ nhàng một chút. Cho nên là các bé nhà mình nếu như ăn cái này thì không sợ là bị đau bụng hay là sợ là tiêu hóa không được đâu các bạn. Nếu như ngày nào bạn cũng cho các bé ăn thịt, ăn cá, ăn đồ nhiều rồi thì nó đổi sang này, cho các em nhẹ nhàng hơn, cũng như là cung cấp những cái chất khác mà nhiều khi thịt cá mình nấu chín quá thì là sẽ không còn chất dinh dưỡng nữa. Và đây cũng có cái thành đây, có cái này các bạn tham khảo ha, bao nhiêu ký thì nên ăn bao nhiêu gram một ngày đó. Và nếu như khi đổi cho bé thì người ta cũng khuyến cáo này, ngày thứ nhất, ngày thứ hai thì là bao nhiêu phần trăm là phù hợp, và đến ngày thứ bảy trở đi thì mới là ăn 100% sản phẩm này để an toàn hơn cho cái hệ tiêu hóa của chó nhà mình ha. Đó, có khuyến cáo đầy đủ các bạn, chỉ có hàng của công ty thì cái hãng sản xuất nổi tiếng thì người ta mới có những cái này thôi. Và cái hãng Canador này cũng rất là hay này các bạn, hàng năm là ở các thành phố lớn như Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh thì người ta cũng tổ chức cái ngày hội yêu thương dành cho động vật á, họ kêu gọi sự yêu thương động vật đó, thì mình thấy cũng rất là tuyệt vời. Thì có những ngày hành động đó thì mình sẽ bảo vệ các bé nhiều hơn, bảo vệ cái động vật, nhất là chó với mèo nhiều hơn. Mình cũng rất là thích cái thương hiệu này là vì cái lý do đó. Mình xong Canador và bây giờ mình sẽ đến với cái em cũng khá là hay, đó là em Smart Hot. Đây, em này dành cũng dành cho chó trưởng thành ha. Hương vị thịt bò nướng. Và với trọng lượng của em này là 400g luôn các bạn. Đây, đầu tiên của em ấy là tăng cường não bộ này, một trái tim khỏe mạnh này, da và lông này. Đó, các cái thương hiệu dành cho cún này thì thành phần nó có vẻ đơn chất hơn là mèo. Đó, tuy nhiên thì mình nghĩ là đó, đơn chất thì dễ tiêu hóa thôi. Mình còn cho ăn thêm các thực phẩm khác nữa mà. Đây các bạn, hàng của những cái hãng này thì luôn luôn có những cái này hướng dẫn sử dụng này. Đó, lượng cho ăn một ngày bao nhiêu là phù hợp này. Đó, thành phần dinh dưỡng này, chất đạm bao nhiêu, người ta rất là công bố sản phẩm rất là tốt. Và khi đổi sang sản phẩm này cũng ngày thứ nhất ăn bao nhiêu là phù hợp này, đến ngày thứ bảy trở đi thì mới ăn hết này. Ăn hết 100% là cái sản phẩm hạt này nè, để tránh trường hợp khó tiêu ở động vật. Đó, đây các bạn, có công ty nhập khẩu Việt Nam Perfect Companion này, cùng một công ty với hãng Canador vừa rồi ha. Cho nên là có tiếng Việt ở đây và giá thành cũng mềm mại hơn. Thì em này là khoảng tầm 20-25k một gói cho cái trọng lượng 400g. Và shop mình thì đang hiện tại bán là với sản phẩm là 20k. Đây, và video này của mình xin được kết thúc ở đây. Và hy vọng sẽ có những gợi ý thú vị cho các bạn trong việc nuôi chó ở nhà mình cũng như nuôi cún lớn ở nhà mình ha. Xin chào và hẹn gặp lại.